Hello các bạn. Wow, đông quá. Wow. Vừa bật like cái mà đã rất là đông đúng không? Tối chủ nhật. Ăn cơm chưa? Mấy đứa ăn cơm chưa? Đánh răng súc miệng nhờ để có thể học luôn. Học luôn xong đi ngủ luôn. Và sáng mai đầu tuần còn dậy chào cờ. Học xong bát này là đắp chăn lên giờ đi ngủ luôn các bạn. Sáng mai thứ hai chào cờ, sinh hoạt toàn trường. Thực ra thì tối chủ nhật hàng tuần thì thầy vẫn live stream, hình như là thầy chưa bỏ bất kỳ một tối chủ nhật nào đúng không ạ? Đúng không nhỉ? Hình như là thầy chưa bỏ bất kỳ một tối chủ nhật nào thì phải. Rất là đều đặn đúng không ạ? Rất là gọi là, nói chung là chủ nhật thầy cũng có làm gì đâu. Ok, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thực chiến. Hôm nay chỉ là tổng ôn cơ bản bình thường thôi. Tổng ôn rất bình thường, rất cơ bản. Có một vài câu khó khó đây, thầy sẽ bật cho các bạn xem qua cái đề này. Đề này thì thầy up cho các bạn ở trong nhóm kín rồi, cả nhóm off, nhóm on, off hết, up hết rồi. Đấy thì nó chỉ là cơ bản thôi nha, nha chỉ là cơ bản thôi, nó không có gì khó khăn cả. Sắp thi rồi là thầy cũng sẽ không like quá khó cho các bạn nữa. Đấy, quá khó để ở trong nhóm thôi, còn ngoài tường thì để đáp ứng số đông tất cả mọi bạn, thầy sẽ gọi là dạy một cách nó bình thường. Hôm nay chỉ có khoảng 3-4 câu khó, câu 22, 23, 24, 25, được chưa? 22, 23, 24, 25 câu khó, còn phần lớp 11 thì cũng là rất là dễ, được chưa? Các bạn muốn thầy chữa phần lớp 11 trước hay lớp 12 trước nào? À quên mất, chưa chào hỏi các bạn. Nào, chào nào, đến màn chào hỏi nào. Ok, chào Hữu Trần. Bài toán TX giờ chắc là không thi đại học nữa đâu em ơi, người ta giảm tải, tinh giản hết rồi nha, tinh giản hết rồi. Ok. Không, thầy up trong nhóm học sinh off của thầy và nhóm học sinh tổng ôn của thầy. Ui giời ơi, ông Hoàng Phiếm mà chưa thấy file. File up lù lu ở trong nhóm rồi. Rồi ôi, những cái file này thực ra thì chỉ những có những bạn học với thầy thì mới được có thôi nhá, còn không thì sẽ không có. Ok, thế up file rồi. Ok, chào Hắc Thắng, chào Lầm Khi, chào Cẩm Vân, chào Thái Sơn. Ok, chào Nguyễn Hiếu. Vả cho mấy cái đứa bảo thầy chưa up file, thầy up hết rồi, đấm sưng đầu giờ. Ok, chào Quỳnh Điệp, chào Khánh Ly, chào Thị Lý, chào Hồng Ngọc. Rồi. Thầy up rồi. Bây giờ cái nhóm luyện thi ấy không up cái gì nhiều đâu, tập trung chủ yếu vào học nhóm luyện đề với nhóm tổng ôn, chứ đừng có chăm chăm vào cái nhóm luyện thi. Nhóm luyện thi bây giờ hết hạn rồi, được chưa? Học xong rồi còn đâu nữa mà học luyện thi làm cái gì. Bây giờ là kết thúc chương trình rồi, chỉ có học luyện đề và tổng ôn thôi, thì phải tập trung vào cái nhóm luyện đề và tổng ôn, được chưa? Rồi ôi, lại thằng Hắc Thắng, thằng ngu học bảo thầy chưa up, đấm sưng đầu giờ. Up hết rồi nha, chả để ý, để yếc gì. Up rồi. Ok, chào Toàn Lê, chào 6 tuổi. Rồi ôi, mấy thằng ngu học bảo thầy không up, quá buồn. Up rồi nhá. Nào, cả nhóm off, nhóm on thì up hết rồi, được chưa? Nào, hôm nay có hai phần tổng ôn số 02 của chúng ta là có hai phần, phần cơ bản và phần nâng cao. Nhưng thầy nhận thấy là phần nâng cao thì có vẻ là các bạn hơi sượng, được chưa? Hơi sượng. Phần nâng cao thầy dạy các bạn đều là mức độ 8, 9 hết nên là hơi sượng. Thì hôm nay thầy chỉ dạy gọi là phần 1 lớp 12, trong đó có một vài câu nâng cao như là câu 22, 23, 24, 25 nâng cao một xíu, được chưa? Và phần 2 là lớp 11. Bây giờ các bạn thích thầy chữa phần nào trước? Lớp 11 trước hay là lớp 12 trước? Được chưa? Lớp 11 trước hay là lớp 12 trước nào? Nào, vote nào. Xem là chữa lớp 11 trước hay lớp 12 trước. Thực ra với thầy thì chữa cái gì trước cũng được, chẳng quan trọng. Nào, chữa lớp 11 trước hay là lớp 12 trước, các bạn vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Vô đi, vô đi, vô đi anh em. Xem là chữa lớp nào trước, 11 trước hay là 12 trước. Thích chữa phần nào trước?
11 trước à? Khi nào cũng được. Ui, thầy đơn giản. Có hai phần nhá, phần lớp 11 và phần lớp 12. Xem các bạn thích chữa phần nào trước. Thôi, chữa 12 trước đi. Các bạn ưu tiên, các bạn vote chữa 12 trước nhiều hơn là chữa 11. 12 trước nhá. Đây. Chữa phần lớp 12 trước để chờ rồi lớp 11 sau. Ok. Chữa phần lớp 12 trước. Nào. Tổng ôn cơ bản nên thầy Ngọc Anh sẽ dạy rất là chậm. Tốc độ hôm nay sẽ là tốc độ 0.5, được chưa? Nha. Tốc độ hôm nay là tốc độ 0.5. Siêu chậm, được chưa? Tốc độ siêu chậm, tốc độ 0.5 nha. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Bắt đầu nha. Câu số 1, hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình dao động là x1 bằng 3 cos omega t trừ pi trên 4, x2 bằng 4 cos omega t cộng pi trên 4. Các bạn nhìn luôn có một thằng pha là âm 45 độ, một thằng pha là dương 45 độ. Thì biên độ của dao động tổng hợp, được chưa ạ? Các bạn nhìn thấy luôn là âm 45 độ và cộng 45 độ nó là lệch nhau 90 độ, đúng không ạ? Nó lệch nhau 90 độ chứng tỏ rằng chúng là vuông pha. Và chúng là vuông pha thì biên độ tổng hợp là A12 bằng căn của A1 bình cộng với lại là A2 bình, đúng không ạ? 3, 4 và 5, đáp án A chính xác, được chưa? Toàn comment 11 mà thầy bảo 12 à? Thầy hỏi là hỏi quyền của các em, nhưng mà thầy chữa cái gì lại việc của thầy, được chưa? Nó không liên quan gì đến nhau. Thầy hỏi là việc của thầy hỏi và thầy chữa cái gì là việc của thầy chữa, nó không liên quan, đúng không ạ? Thầy có bảo là các em yêu cầu đâu, đúng chưa? Bắt thầy chữa gì đâu, đúng không? Hỏi là việc của thầy hỏi, còn thầy chữa cái gì thì là việc của thầy, đúng chưa? Và hai việc nó không liên quan gì đến nhau. Nào, tiếp câu số 2. Công thức liên hệ giữa tần số và tốc độ truyền sóng ở V thì bằng lambda nhân với F, đúng chưa các bạn? V bằng lambda nhân F, vậy thì câu số 2 đáp án A. Thầy hỏi cho vui, đúng rồi. Thầy thích thì thầy làm thôi. Nào. Câu số 4, một sợi dây dài 60 cm phát ra một âm có tần số là 100 Hz và có 4 nút kể cả hai đầu dây. Trên dây có 4 nút kể cả hai đầu, tức là hai đầu cố định, tức là có 3 bó sóng. 3 bó tức là chiều dài L nó bằng 3 lần của lambda chia 2, mà L thì bằng 60, chứng tỏ lambda thì bằng 40, F bằng 100, vậy là bao nhiêu các bạn? 40 mét trên một giây, bởi vì công thức bên trên vừa học rồi, V thì bằng lambda nhân F. Lambda là 40, F là 100, vậy thì là 4.000 cm trên giây, tức là 40 mét trên một giây. Câu số 4, đáp án A chính xác. Tiếp câu số 5, độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý nào? Các bạn biết sinh lý là những cái gì mà cơ thể chúng ta cảm nhận được, ví dụ như là độ cao, độ to hay là âm sắc, đấy chứ ạ? Đấy, còn vật lý nó phải có những cụm từ mà mang tính vật lý, ví dụ như là cường độ này, hay là tần số này, hay là đồ thị này, đúng không ạ? Nó là sặc mùi vật lý, đúng không ạ? Có ba đặc trưng sinh lý là độ cao, độ to và tần số tương ứng với, thầy xin lỗi, độ cao, độ to và âm sắc tương ứng với lại là tần số, mức cường độ và đồ thị. Vậy thì độ cao nó ứng với tần số, đấy chưa? Âm càng cao thì tần số càng lớn, đúng chưa? Xong, câu 5 đáp án A. Ui dồi ôi, 500 ông cơ à? Ok, tối nay lên 700 bạn thì sẽ hát cho các bạn hai bài, được chưa? Lên 700 bạn sẽ hát cho các bạn hai bài, nhưng mà không lên được đâu, được chưa? Livestream sớm như này không lên được đâu, livestream tầm 9 giờ thì mới lên được, livestream sớm này không lên được. Câu số 6, một dòng điện có phương trình Y bằng 2 cos 100 pi t, giá trị hiệu dụng hiệu dụng chính là cực đại này. Cực đại là những đại lượng nằm ngoài hàm cos, đúng không ạ? Cực đại chia cho căn 2. Câu số 6 đáp án C chính xác. Xong chưa? Tiếp câu số 7. Đặt vào hai đầu tụ điện, một điện dung là C, đặt đĩa áp xoay chiều U bằng U căn 2 cos omega t thì biểu thức cường độ dòng điện Y chạy trong mạch. Trước hết các bạn xét về pha đã. Vector Y thì luôn nằm ngang, UC thì lại là sao các bạn? Hướng xuống. U đặt vào hai đầu mạch chính là UC luôn, và thằng này là âm pi nhân 6, tức là âm 30 độ. Y nó sớm pha pi trên 2 so với Y. Vậy thì lấy âm 30 cộng với lại 90 sẽ là 60 độ, đúng không ạ? Pha của Y là 60 độ, tương ứng với lại đáp án A hoặc đáp án là D. B và C chúng ta bỏ, đúng chưa ạ? Tiếp tục, cái nằm ngoài hàm cos nó chính là giá trị cực đại, đúng không ạ? Cực đại là Y0
Nó cũng bằng U cực đại là U căn 2 chia cho ZC. Nhưng ZC rất tiếc lại bằng 1 phần omega C, nên nó nghịch đảo lên. Vậy thì đáp án là gì chính xác các bạn? Câu 7, đáp án nó phải là A chính xác, đúng ạ? Bởi vì ZC là 1 phần omega C, ZC lại đang ở dưới mẫu, đúng không các em? Vậy nó phải nhất nhân cái omega C lên trên. Vậy thì câu 7, đáp án A là chính xác. Được chưa? Ok. Nói phát tụt view lại, vả cho phát lại lên được 530 người xem ở bên kia mà không lên được đâu, được chưa? Like sớm này không lên được đâu nha. Thì nói vui thôi. Thực ra thì like này thì chỉ cần độ tầm 200 bạn học sinh học với thầy thôi là đã thành công rồi. Bởi vì thực ra cái lớp ọp mà thầy dạy đông nhất, cái lớp ọp mà thầy dạy đông nhất ấy nó chỉ tầm 250 học sinh thôi. Tức là cái lớp mà ngồi cùng một lúc ấy là chỉ tầm 250 thôi. Và thầy cũng chỉ cần 200 bạn thôi là học cũng rất là tuyệt vời rồi. Đây là gấp đôi cái con số thầy mong muốn rồi. Quá kinh khủng. Ở câu 3 ha. Ở câu 3. Quên quên quên. Bỏ qua cả câu 3. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn, tức là nối hai tâm sóng là bằng một nửa bước sóng. Đây, quên mất câu này. Đúng không ạ? Hai nguồn của nó đây. Được chưa các bạn? Nếu mà hai nguồn cùng pha ở giữa là một cực đại, xong các cực đại nó sẽ làm gì các bạn? Ở cách đều nhau. Được chưa? Đấy, một cái khoảng này này. Đúng chưa ạ? Khoảng này chính là lambda trên 2, đúng không ạ? Hai cực đại liên tiếp, đúng không ạ? Cắt cái đường AB nối hai nguồn chính là lambda trên 2. Xong, câu số 8 yêu cầu tính tổng trở của hai mạch, được chưa? Nha, ta có R là bằng 40, ZL là bao nhiêu các bạn? ZL thì bằng omega nhân với L, ZL thì là 100, đúng không ạ? ZC là 1 phần omega C. Omega là 100 pi các bạn bấm nhá. ZC lúc này là bao nhiêu các bạn? 70 ohm, đúng không ạ? Tính tổng trở của cả mạch, tổng trở là Z nó bằng căn của R bình cộng với lại là ZL trừ cho ZC tất cả bình. Bao nhiêu đây? 3, 4, 5, đáp án là C. 8C chưa? Số 3 tâm linh. Ôi, nhưng mà các bạn học đông này thầy xúc động lắm, được chưa? Thầy chỉ cần 250 bạn thôi. Không cần đông đâu. Đông này xúc động quá, được chưa? Xúc động quá. Xúc động quá, bao nhiêu chia sẻ rồi? Úi dồi ôi, được có 350 chia sẻ. 500 đứa mà được có 350 chia sẻ, chứng tỏ có 200 đứa xem chùa. Rõ ràng thì đã dạy free rồi, thì lại phải chia sẻ ủng hộ thầy phát. Nào, like chia sẻ các kiểu nào. 500 người xem mới được có 300 like. Các bạn chỉ mất 5 giây để like và chia sẻ thôi. Úi dồi ôi. Đó là cách ủng hộ thầy để có những tiếp tục những cái đề lạ, những cái phần live stream tiếp theo. Đúng không ạ? Câu số 9. Một máy biến áp có cuộn dây sơ cấp là 1.000 vòng được mắc vào một hiệu điện thế có đặt áp hiệu dụng là 200V. Khi đó thứ cấp là 484. Các bạn nhìn luôn, đây là một máy tăng áp. Bởi vì đưa vào 200 mà ra tận 484, tức là nó tăng áp. Và công thức của máy tăng áp là gì đây ạ? N1 chia cho N2 nó bằng U1 chia cho U2. Công thức thôi nhá. Nào, N1 sơ cấp là 1.000 vòng, N2 đang cần tính, đúng không ạ? U1 là 200, 200 mà chia cho 484, đúng không ạ? Nếu 1.000 chia answer cho nó nhanh, đúng không ạ? Có bao nhiêu đấy? Ở 220, giật hết cả này, đúng không ạ? Nếu 1.000 chia answer, rồi 2.200, đáp án B chính xác, đúng không? Các em thay số vào nhá, đây là bằng 220, đúng không ạ? Đây là bằng 484, chia được N2 của chúng ta là 2.200. Xong. Câu số 10, mất phí thì làm sao mà share được, mất phí thì ở trong nhóm kín thì sao mà share được, share vào niềm tin à? Nào, tiếp câu số 10. Chia sẻ tăng view thì xúc động không dậy được. Chia sẻ sợ các bạn thấy mình siêng học à? Nào, tiếp câu số 10. Hai dao động x1 bằng a cos omega t và x2 bằng a sin omega t lệch pha nhau bao nhiêu? Các bạn nhìn luôn, hàm sin là bố của hàm cos, được chưa ạ? Vậy thì từ sin đổi về cos thì nó sẽ là trừ đi pi trên 2, đúng không ạ? Một thằng pha là không, một thằng pha là pi trên 2, chúng lệch pha nhau pi trên 2 thì câu 10 đáp án C chính xác. Đấy chưa? Ồ, cái câu này lớp 11 chết rồi, câu này lạc loài. Đây là câu lớp 11 nhá, lạc loài đứng lên đây. Đấy chưa? Nào, bố mẹ em đang xem thầy này, cho thầy gửi lời chào đến hai bác nhá. Chúc hai bác mạnh khỏe ạ. À, tiếp câu số 11, dây dẫn mang dòng điện không tương tác với cái gì? Nào, dây dẫn mang dòng điện sẽ không tương tác với cái gì nào các bạn?
Xung quanh dây dẫn có dòng điện sẽ là có từ trường, và từ trường thì chỉ tương tác với điện tích chuyển động, không tương tác với điện tích đứng yên. Và tất nhiên là từ trường sẽ tương tác với lại nam châm, đấy chưa? Xung quanh dây dẫn là sẽ có từ trường, và từ trường chỉ tương tác với điện tích chuyển động, không tương tác với điện tích đứng yên, đúng chưa? 11 là C. Câu này hơi lạc loài. Úi dồi ôi, lên 570 giờ thôi đừng có vào nhiều nữa các em, thầy lại xúc động thì không dạy được đâu. Nào, câu số 12. Một vật dao động điều hòa quanh gốc tọa độ khi ở ly độ 2 hoặc ở ly độ 3 thì vận tốc là V1 bằng 4 pi căn 3 và V2 là 2 pi căn 7 cm nha. Tất cả đều là cm, yên tâm về đơn vị rồi. Và người ta hỏi là biên độ và chu kỳ là bao nhiêu. Cái này thì thực ra là các em 2K3 học với thầy ấy, nó giải câu này một nốt nhạc, không biết thầy bấm như sau, các anh chị 2K2 có hiểu không? Chứ còn bọn 2K3 nó học thầy à, nó bấm câu này một nốt nhạc, nó bấm này 151 này, nó bấm 4 này, đúng không ạ? Xong bọn bấm là 4 căn 30 này, được chưa? Đấy, 4 chính là 2 bình phương ấy nhá. Căn 30 bình này, xong rồi 1 này, xong rồi 9 này, 9 là 3 bình phương, được chưa? Đây là 2 căn 70. Pi tức là căn 10 các bạn nhá. Đấy, bình phương. Rồi, 1. Xong, A là bằng 4 và omega A là bằng 80. À đâu, từ từ đã. Căn của 640 là bao nhiêu nhỉ? Từ từ đã. Căn của 640 là như 8 căn 10 thì phải. Đúng rồi. Ta có được A là bằng 4 và omega A là bằng 8 căn 10. Vậy thì có được omega A là bằng 2 căn 10, tức là bằng 2 pi. Vậy thì chu kỳ là 1 giây. Đáp án D chính xác. Đúng ạ. Bấm này có hiểu không? Thật sự là các em 2K3 đang học với thầy, nó bấm cái này nó thành thần rồi. Các anh chị 2K2 có biết không đấy? Hơi toang ấy nhá, được chưa? Rồi ôi, 599 rồi, thôi đừng vào nữa, thầy xúc động thì không dạy được đâu. Thôi, thôi, thôi. Theo câu, thôi nhá, câu này bạn nào mà chưa biết thì hơi toang. Các bạn lên trên mạng search cái gọi là YouTube của thầy ấy. Mối quan hệ giữa XVA, được chưa? Mối quan hệ XVA thầy VNADZ, được chưa? Đấy, là sẽ ra cái cách bấm như vậy. Nó dễ lắm, được chưa? Nó dễ lắm. Bạn trai em đang xem thầy ơi. Chào chú nhá. Chào chú bạn trai của Trần Thị Thùy Linh nhá. Ok. Nào. Ok. Câu số 13. Một quả cầu khối lượng M treo vào lò xo độ cứng K, làm lò xo giãn một đoạn 4 cm, được chưa? Và hỏi chu kỳ thì đã dạy các bạn rồi. Thực ra những bạn ở trong nhóm kín biết hết rồi. Khi mà có delta L0 bằng 4 cm, các bạn có thể biết được nhanh đó là chu kỳ của chúng ta là bằng 0.4 giây. Đây là cách nhẩm nhanh, đúng không ạ? Thấy 44 thì khoanh vào, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà nếu mà làm trực tiếp thì làm như nào? Ta có được delta L0 chính bằng G chia cho omega bình, và đây là bằng 0.04. Các bạn phải đổi về mét nhé, được chưa ạ? Thì suy ra omega nó bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 5 căn 10, chứ bằng 5 pi, đấy chưa ạ? Đấy, và cái chu kỳ thì T nó bằng 2 pi chia cho omega. Omega là 5 pi chưa? 2 chia 4 là 0.5, đúng không ạ? Và thì câu số 13 đoạn D chính xác, đúng không? Rồi, thôi, không cần đâu, thầy không cần hát đâu, thầy không có nhu cầu hát đâu, đừng có vào nữa, được chưa? 600 là đẹp rồi, nha. Tiếp, câu số 14. Một vật có khối lượng là 10 kg, được chưa? Treo vào con lắc đơn có độ dài là 2 m. Góc lệch cực đại là alpha 0 là 10 độ, chính là 0.175 radian. G là 9.8 m trên dây bình phương. Độ lớn của vận tốc tại vị trí động năng bằng thế năng, được chưa các bạn? Các bạn có được là khi mà động năng mà bằng thế năng thì chính là bằng một nửa cơ năng. Bởi vì động năng cộng thế năng là bằng cơ năng. Vậy động năng bằng thế năng thì chính là bằng một nửa cơ năng. Mà động năng thì tỷ lệ với V bình, thế năng là tỷ lệ với V max bình. Vậy thì đây sẽ là V max chia cho căn 2. Bởi vì tỷ lệ nó bình phương và khi khai căn nó chỉ là căn 2 thôi. Được chưa các bạn? Mà tính vận tốc cái gì? V max là bằng alpha 0 nhân với căn GL. Được chưa ạ? Chia cho 2. Đúng không ạ? Đấy là VA chia cho căn 2, để xin lỗi. Được chưa? V max bằng alpha 0 nhân căn GL. Alpha 0 tính theo radian nha, 0.175, căn của G là bằng 9.8, L là bằng 2 chia cho căn 2, xong 0.547, đúng không ạ? Tức là 0.55 m, xấp xỉ đoán B chính xác, được không? Xấp xỉ 0.547 m trên giây.
Xong chưa? Rồi. Ồ, câu thứ 15 này ở thầy Lộc bị lỗi rồi. Đáng lẽ đây là một cái đề nó có cả lớp 11 và lớp 12. Nhưng Lộc bị lỗi rồi. Cái này chưa ở phần lớp 11 nhá. Đấy chưa? Tí cho nó xuôi. Câu này ở lớp 11 đấy. Tí nữa chữa sang phần lớp 11 nhá. Ok, cái này bạn nào anh chị nào thích thì cô si, còn không thì thầy bồ, được không ạ? Thôi, để chữa sang phần lớp 11 vậy. Tiếp câu số 16 là một câu đồ thị cho ngày hôm nay. Nào, hình bên biểu diễn sự biến thiên theo thời gian ly độ u. Được chưa? Của một vật do điều hòa ra u là x đi các bạn nha. Người ta viết thành u rồi, kệ người ta. Được chưa? Đây là đồ thị của x theo thời gian có dạng một hình sin. Ở điểm nào cho các điểm A, B, C lực hồi phục làm tăng tốc vật, được chưa? Tức là vật chuyển động nhanh dần, đúng không ạ? Làm tăng tốc vật lên tức là vật chuyển động nhanh dần, mà vật chuyển động nhanh dần tức là phải đi về vị trí cân bằng, được chưa? Kệ bô cái lực hồi phục, đúng không các bạn? Đấy, vật chuyển động nhanh dần tức là phải đi về vị trí cân bằng, tức nó phải ở góc này này, đấy cho các bạn, hoặc góc này, góc phần tư thứ nhất hoặc góc phần tư thứ ba thì mới là gì các bạn, nhanh dần, làm tăng tốc vật tức là vật chuyển động nhanh dần. Các bạn đọc này, tại vị trí A ly độ bằng 0 và đang có xu hướng giảm thì A nó ở đây, được chưa? Đấy, A nó ở đây, bằng 0 và xu hướng giảm. B là âm và xu hướng giảm, B nó ở ngay bên này, tức là ngay gần phía A, đúng không ạ? Nhìn thấy A và B gần nhau không ạ? A và B rất gần nhau thì A ở đó rồi, B sẽ ở đây. Đúng ạ? C là dương và tăng, đúng ạ? C này, dương và tăng. Dương và tăng thì nó đâu các bạn? Dương và tăng, đây, C nó ở đây. Nó đi gần ra đến biên mất rồi. Đó, gần đến đỉnh chưa các bạn? Đấy, dương và tăng. Và chỉ còn điểm D thôi là dương và giảm. Đây là điểm D. Đấy, dương và giảm. Vậy điểm D nó chính là đang đi về vị trí cân bằng, nó đang có xu hướng tăng tốc, được chưa? Hết. Xong chưa? Rồi, dễ không? Dễ, đúng không ạ? Đây, tóm lại, các bạn có thể nhìn trên hình luôn này. Nó đang phải có xu hướng là đi về cân bằng, thì theo thời gian chỉ có điểm C là có xu hướng là đi về cân bằng thôi. Thì đỡ phải vẽ cái vòng tròn lượng giác, đúng không ạ? Đỡ phải vẽ cái vòng tròn lượng giác. Còn A, B, C nó đều có xu hướng là đi ra biên hết này. C có xu hướng đi ra biên, A, B đều có xu hướng đi ra biên hết. Một thằng biên âm, một thằng biên dương, được chưa? Đấy, chỉ có thằng D là xu hướng đi về cân bằng hết, xong chưa? Rồi, câu 16 đáp án D chính xác. Tiếp theo câu số 17. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 8 cốt πt cm, thời gian ngắn nhất để vật có vận tốc 4 pi. Cái này các bạn phải dùng phương pháp đa trục, được chưa? Phương pháp đa trục, trục V là hướng xuống và trục x thì nằm ngang. Được chưa ạ? Đấy, pháp ban đầu là không, vector ở đây, t bằng 0 ở đây. Vận tốc mắc chúng ta là v mắc chính là bằng omega nhân với a. Omega bằng pi, a bằng 8, v mắc là bằng 8 pi. Trục của v đây các bạn nha, thì đây nó là 8 pi, đây là 0 thì 4 pi nó ở đây. 4 pi nó nằm giữa 0 và 8 pi. Nhớ trục v là hướng xuống, đúng không ạ? Người ta bảo là thời gian ngắn nhất, vậy thì vector sẽ quét và quét đến đâu các bạn? Quét đến đây. Được chưa ạ? Quét đến đây. Nha, là thời gian ngắn nhất. Và nó góc bao nhiêu độ đó các bạn? Quét góc to đùng bên trên là 180 độ và góc nhỏ ti ti ở dưới này, ti ti này này, được chưa? Là 30 độ. Vì sao 30 độ? Bởi vì 48 là 1/2, đây là 60 thì đây nó phải là 30, được chưa? 30 độ là 210 độ và 210 độ chính là 7t chia cho 12 chu kỳ. Và chu kỳ của chúng ta có là bằng 2 giây, vậy là bằng 7/6 giây. Đúng chưa? Đáp án là B chính xác. Đúng không ạ? Ai chưa biết phương pháp đa trục nào, bạn nào chưa biết phương pháp đa trục này hay là biết hết rồi, đúng không ạ, thì làm nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, nó chỉ là một bài vòng tròn lượng giác, đúng chưa? Anh Huấn đang xem live stream à? Anh Huấn là anh nào ấy nhỉ? Thầy không biết anh Huấn là anh nào nha. Huấn hoa hồng á? Càng thế thôi, thầy không nổi tiếng như anh đấy đâu, thôi không dám. Không chưa? Rồi, hết 17 câu đầu tiên. Nào, sang những câu gọi là khó hơn một chút, những câu cần tính toán. Chúng ta đã xong những câu lý thuyết rồi, bây giờ là sang những câu tính toán. Thầy sẽ cắt riêng ra ngoài, thầy chữa, thấy chưa? Bắt đầu đến phần khó rồi. Hết phần 5-6 điểm rồi, sang những phần 7-8 điểm nhá. Sang những phần 7-8 điểm nhá.
Được chưa? Nào, bạn nào mục tiêu 78 thì ở lại xem tiếp. À, còn không thì thôi. Được chưa? Không thì đi ăn cơm nhá. Còn mục tiêu 78 thì ở lại xem tiếp. Đây là sang những phần mức độ vận dụng rồi, được chưa? Nào. Một nguồn sóng dao động điều hòa với phương trình x bằng 8 cos 10 pi t cộng với pi trên 2 giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương chuyển sóng mà hai phần tử lệch nhau là 2 pi trên 3, được chưa ạ? Vậy ta có delta phi là bằng 2 pi trên 3, độ lệch pha là 2 pi trên 3. Vậy thì có được luôn khoảng cách d chính là bằng lambda chia cho 3. Vì sao? Các bạn phải coi cái 2 pi này như là lambda thì d bằng lambda trên 3 luôn. Hoặc các bạn áp dụng công thức delta phi nó bằng 2 pi d chia cho lambda, đúng không ạ? Đây là công thức. Và delta phi là bằng 2 pi. Nó có đúng không ạ? 2 pi trên 3, đúng không ạ? Delta phi trên 3. Nó có đúng là d bằng lambda trên 3 chưa? D lại bằng 3 mét, chứng tỏ là lambda bằng bao nhiêu các bạn? Lambda bằng 9 mét, được chưa? Lambda bằng 9 mét nha. Lambda bằng 9 mét ta lại có được là F của chúng ta là bằng omega là 10 pi, F là 5 Hz, được chưa? Vậy là có được luôn là V thì bằng lambda nhân với F, đúng không ạ? 5 nhân 9 là bằng 45 mét, đúng chưa? Rồi, đáp án là C. Rất nhẹ nhàng tình cảm nha. Ok. Sao đấy? Có vụ gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Ok, được chưa? Nhóm kín bây giờ là luyện đề và học nâng cao thôi em, chứ còn chương trình thì học xong rồi, chứ còn nhóm kín là chỉ luyện đề và học nâng cao thôi. Luyện đề này, nâng cao này, được chưa? Tổng ôn này, tổng ôn nâng cao, tổng ôn toàn diện. Thế thôi. Nha. Tiếp câu số 19 còn chương trình học xong rồi nha. Nào, câu số 19. Một vật có khối lượng 1 kg dao động theo phương trình x bằng a cos omega t. Nó cho cái này không biết được cái gì hết. Biết được mỗi pha đầu bằng 0. Cơ năng là 0,125 joule. Cơ năng là m omega bình a bình chia 2. Và có m là 1 rồi, vứt bố m đi không ạ? Được chưa? Có được luôn omega bình a bình là bằng 0,25. Đúng chưa ạ? Cứ sau những khoảng thời gian như nhau là 0,125 giây thì động năng lại bằng thế năng. Đố các bạn biết 0,125 giây này thì đã dạy các bạn từ hồi hè rồi, từ mùa quýt năm ngoái rồi, là cứ sau một khoảng thời gian bao nhiêu thì động năng lại bằng thế năng. Nào, đố các bạn biết, nào, cứ sau một khoảng thời gian bao nhiêu thì động năng lại bằng thế năng. Nào, cứ sau một khoảng thời gian bao nhiêu thì động năng lại bằng thế năng. Nào, dậy từ mùa quýt năm ngoái rồi, bao nhiêu ông biết nào? Bao nhiêu ông biết nào? Thầy rất là lâu rồi nhá, dạy cả một năm nay rồi đấy. Thầy nghĩ là thầy phải dạy một năm rồi đấy. Bao nhiêu? Những cái ý rất cơ bản như này mà các bạn không biết là hơi toang đấy nhá, hơi toang đấy. Đúng rồi, là 1/4 chu kỳ. Vậy thì có luôn chu kỳ là bao nhiêu các bạn? 0,125 nhân với 4 mà thằng nào mà cầm máy ra nhân là thầy phụ cho sưng đầu ấy nhá. Chu kỳ là 0,5 giây. Được chưa? Đấy, chu kỳ là 0,5 giây thì omega của chúng ta là bằng 4 pi. Được chưa? Radian chia giây. Đúng ạ? Vậy sẽ có được đáp án ở C hoặc D. Đúng không? Vậy thì là C hay là D đây? Nhầm được không? 0,25 chia cho 4 căn 10 bình phương. Thôi bấm máy cho nhanh, nhầm mà niềm tin à. Đúng không ạ? 0,25 chia cho 4 căn 10 bình phương. Đúng chưa? Rồi, căn answer. Úi dồi ôi, sao lẻ thế nhỉ? Ô, 0,25 chia cho 4 căn 10 bình phương. Ô, sao lẻ thế nhỉ? Từ từ, từ từ, từ từ. Ô, sao lẻ thế nhỉ? Từ từ, thế nhân nhân đâu anh em nhỉ? Nhầm đâu nhỉ? Nhầm đâu nhỉ? Đúng mà nhỉ? 0,25 chia cho càng thế 4 căn 10 bình phương. Ồ, sao A xấu đấy nhỉ? A xấu đấy các bạn nhỉ? A là căn 10 phần 80 mét. Ồ, nhân với 100 để ra cm nào. Xấu thế nhỉ? 3,9528
cm. Ô sao A xấu thế nhỉ? A xấu thế, lại xấp xỉ là 4 à? Đáp án C à? A xấu thế. Đúng không em? Vậy là C à? Làm sao thì bấm nhầm được chỗ nào nhỉ? 0,125 nhân với 4. 0,5 đúng rồi. 2 chia cho answer 4 pi đúng rồi. Ô, vậy tức là xấp xỉ 4 nha, thấy không sai nha. Giật hết cả này. Ok, rồi. 4. Đúng ạ, giật hết cả mình. Đúng chưa? Rồi, xấp xỉ, khiếp. Toát hết mồ hôi. Tưởng sai. Rồi, tiếp câu số 20. Rồi, lần lượt từng câu một. Lần lượt từng câu một. Câu 20. Một vật tham gia đồng thời hai dao động thành phần, cùng chu kỳ, cùng phương. Biên độ của các dao động thành phần và biên độ tổng hợp bằng nhau. Được chưa? Cho phương trình tổng hợp là bằng 2 cos 100 pt cộng với pi trên 6. Phương trình của dao động thành phần, tất nhiên sẽ cho được luôn là biên độ thành phần bằng nhau lại bằng cái biên độ tổng hợp, đúng không ạ? Đây nó là cái chính là cái trường hợp đặc biệt mà thầy dạy các em. Trường hợp đặc biệt này thầy cũng dạy các em từ mùa quiz năm ngoái, được chưa? Và đến mùa quiz năm nay thì phải nhớ được luôn đáp án của nó là cái gì các bạn. Đáp án của nó chính là đáp án A. Được chưa? Có nhớ cái trường hợp đặc biệt này không? Đây để vẽ các bạn này. Quan trọng nhất là yếu tố này, biên độ ba thằng bằng nhau. Đây, của chúng ta đây là A1, của chúng ta tiếp tục đây là A2. Và tổng hợp ra biên độ tổng hợp thì phải tổng hợp theo quy tắc hình bình hành, đúng ạ? Đấy, hình bình hành mà có hai cạnh kề nhau bằng nhau là một hình thoi, đúng ạ? Đấy, hình thoi thì đường chéo đồng thời là một tia phân giác, đúng không ạ? Vậy góc này cũng bằng góc này, mà đây lại là một tam giác đều, chứng tỏ đây là 60 độ, đây là 60 độ. Thằng A12 này có pha là 30 độ, đúng không em? Bởi vì cộng pi trên 6 là pha 30 chưa? Lệch đi 60 thằng cu này pha là 90 và 30 trừ đi 60 thằng cu này là âm 30 độ, đúng không ạ? Đáp án là A. Xong chưa? Đấy, dạy từ mùa quýt năm ngoái rồi đến mùa quýt năm nay là phải biết, nghe chưa? Rồi ôi, bạn nào bấm máy câu này hay ngồi vẽ hình là buồn lắm ấy nhá. Mà mất hết công thầy đấy, công sức của thầy đổ xuống sông xuống bể đấy. Được chưa? Nhớ chứ? Đúng không? Rồi ôi nhá. 21 là A. Xong câu 2 à, câu 20 là A. Nào, xem câu 21 bao nhiêu đứa phụ lòng thầy. Xem câu 21 bao nhiêu đứa phụ lòng thầy. Vì sao thầy bảo là phụ lòng thầy? Bởi vì đậu xanh câu này thầy chữa từ tuần trước rồi. Thầy đã dạy cái phần nâng cao ở đề tổng ôn 02 rồi, đúng không? Và hôm nay là tổng ôn 03 rồi, nghe chưa? Tổng ôn 02 đã dạy phần này rồi. Được chưa? Nào, xem bao nhiêu bạn một nốt nhạc là làm được bài này. Được chưa? Dạy rồi nhá. Rồi ôi dạy rồi. Không được. Nào. Ba thằng biên độ bằng nhau thì lệch nhau mỗi thằng là 60, hiểu không? Nhớ như vậy cho nhanh nhá. Nào, 21, chúng ta có được F là bằng 10 Hz, vừa dạy ở cái phần nâng cao ở tổng ôn 02 xong, đúng chưa? Tổng ôn 02 đó là phần nâng cao, nhưng sang đây chỉ gọi là phần cơ bản thôi. Trình chúng ta là tăng lên rồi, đúng không ạ? V là bằng 50 cm trên giây. Vậy có được luôn lambda của chúng ta là bằng 5 cm. Đúng chưa? À, xem bao nhiêu đứa nhớ nào. Lambda là bằng 5 cm. Nào, điểm M là một điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất, sao cho phần tử tại M dao động cực đại và cùng pha với nguồn. M muốn cực đại và cùng pha với nguồn thì MA này phải bằng K lambda. Nhưng người ta bảo là gần nhất, đúng không ạ? Thì MA là phải min, và K là một số nguyên nhỏ nhất chính là số 1 bởi vì nó không âm được, được chưa ạ? Vậy là bằng lambda, là bằng 5, đúng không ạ? Đáp án A chính xác. Xong chưa? Ui rồi ôi. Xong chưa? Thôi lên 700 làm gì? 630 tối nay thế quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời rồi. Thôi, tại vậy thế thôi, sang phần khó rồi. Bây giờ càng xem nó càng tụt. Bởi vì các bạn sẽ không chịu được nhiệt nữa và cứ thế bật 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 ra ngoài, được chưa? Càng xem nó càng tụt thôi nha. Bây giờ là không thể
không thể gọi là tăng được nữa đâu. Bây giờ như là hết cỡ ở đây nhá, hết cỡ ở đấy, xong chưa? Và thầy hỏi các em, thưa các em một câu này, không biết các bạn còn nhớ không? Thưa các em nha. Xung quanh A, được chưa? Xung quanh và gần A nhất, không biết các em có nhớ không? Đây, ví dụ bài toán nó hỏi câu này là nhiều bạn sẽ toang, được chưa? Thầy chưa muốn hỏi câu này thôi. Xung quanh và gần A nhất có bao nhiêu điểm cực đại và cùng pha với A? Úi giời ơi. Nào, câu này mới nhiều ông toang nào. Trước khi sang câu mới, thầy đã chữa câu này, đúng không ạ? Câu này tuần trước thầy đã dạy các bạn rồi, thầy đã nhắc các bạn rồi, thậm chí để cho các bạn xem hình vẽ rồi. Được chưa? Xung quanh và gần A nhất có bao nhiêu điểm, được chưa? Cực đại và cùng pha với A. Nào, bao nhiêu điểm cực đại và cùng pha với A? Nhiều ông sẽ toang và nhiều ông sẽ không biết được chỗ này. Chỉ có những ông nào mà xem buổi hôm trước và nhớ buổi hôm trước thì mới trả lời được. Thậm chí các em học sinh giỏi cả câu này cũng sẽ toang, được chưa? Thế rồi, bao nhiêu? Đấy, vô số. Úi giời ơi, Trần Đức Chí sai rồi. Ai phải xem rất kỹ buổi hôm trước mới nhớ được. Mấy? No. Thầy tính hết cả rồi à? Ok, có một bạn duy nhất comment là bạn Linh Đình. Bạn này tên hay đấy, Linh Đình, chắc là tên là Linh, bố tên là Đình, để cho con ông Đình, đúng không? Tên Linh Đình, đúng không? Chính xác. Có bao nhiêu điểm các bạn? Có 4 điểm, đúng không ạ? Linh Đình sáng nhất đêm nay, đúng chưa? Đúng là Linh Đình, có khác đúng không ạ? Rồi, bà Linh con ông Đình. Ok, đây thầy đã mở cho các bạn xem cái hình vẽ hôm trước mà thầy đã cho các bạn xem, đúng không ạ? Đây, thầy đã gọi là đây, đây là trong quyển sách, đây là trong quyển sách 60 phút học lý mỗi ngày của thầy. Hôm trước đã cho các bạn xem rồi, không biết còn nhớ à? Không, không chắc không nhớ đúng không? Đây, đâu rồi nhỉ? Đây, nhìn thấy chưa? Xung quanh A và gần A nhất chỉ có 4 điểm dao động cực đại và cùng pha với nguồn thôi. Đây là một cái bài toán phụ, được chưa? Nhớ luôn và chứng minh luôn lên nào, đúng không ạ? Đây, ta thấy những điểm gần A nhất, đúng không ạ? Chỉ có 4 điểm thỏa mãn thôi, đúng không ạ? Chỉ 4 điểm thôi, nhớ đấy nhá, nhớ đầu luôn. Và B cũng có 4 điểm, chỉ cách A 1 lambda, cùng cực đại và cùng pha với nguồn. Xong chưa? Ok nha, đấy, nhớ giúp thầy. Rồi, câu 21 đã xử lý xong. Tiếp sang câu 22 à? 22. Thôi, 22 để tí nữa chữa, đó những câu khó. Bây giờ sang nốt phần lớp 11 á. Đây, sang nốt phần lớp 11 á. Nha. Nào, sang phần 11 nào, cho các anh chị lấy lại danh dự nào. Nào. Sang phần lớp 11. Nào, sang phần 11 nào. Ồ, sao lại lên 600 bên này? Thôi. Thôi, đừng đừng vào nữa các em. Thôi, phần khó rồi. Sang phần khó rồi, không vào nữa. Nào, sang phần lớp 11. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu nào sau đây không đúng? Hạt electron mang điện tích âm, chính xác, và có độ lớn là cái này. Ok, hợp lý, 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb, đúng không ạ? 1D đúng. Hạt electron có khối lượng 91 nhân 10 mũ trừ 1 kg, chính xác, cái này đúng, đúng không ạ? Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm các electron để trở thành ion, đúng không ạ? Ion âm hoặc ion dương. Ion âm là thừa e và ion dương là thiếu e. Đây là các thuyết electron. Electron có thể dễ dàng di chuyển khỏi nguyên tử này sang nguyên tử khác. Đấy, lực điện hút giữa hạt nhân và e là rất nhỏ, đúng không ạ? Còn câu D là sai rồi, đúng không ạ? 1D. Xong chưa? Tiếp. Công của lực điện dịch chuyển một điện tích là âm 2 microcoulomb từ A đến B là 4 millijoule. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B. Đây,
Ừ, ta có là A thì bằng Q nhân với U. Thực ra các bạn nhớ một cái câu là anh quất em đi đúng không ạ? Anh quất em đi thì E nhân D chính là bằng U đúng không ạ? Vậy sẽ có được luôn thôi, bấm thôi, U nó phải âm rồi nha. B và A ta phải bỏ, được chưa? Bởi vì lực lực sinh công dương, được chưa? Lực sinh công dương, nhìn rõ ràng lực sinh công dương mà điện tích phải âm, nó lại âm thì chứng tỏ là Q âm, được chưa các bạn? Lực sinh công dương mà nha. Bấm thôi, 4 nhân với 10 mũ trừ 3 chia cho âm 2 nhân với 10 mũ trừ 6. Bấm ra nha. Bao nhiêu nào? Âm 2000, đáp án D chính xác. Đúng chưa? Rồi. Xong, D. Tiếp. Thầy nào mua mắt đây? Thầy không là mua mắt nha. Không tin bây giờ 500 bạn này chấm một phát nào để đủ một phát 500 chấm nào. Mà thôi, những cái việc sàm như vậy đừng làm các bạn ạ, mất thời gian. Được chưa? Thầy tin đây là đang 500 học sinh xem chứ gì, thầy có mua mắt mua mủ bao giờ đâu. Mua để làm gì? Các bạn nhìn follow rồi thì các bạn đủ hiểu. Riêng học sinh trong nhóm của thầy nó lên đến mấy nghìn rồi. Được chưa? Nào, tiếp câu số 3. Lực lạ thực hiện một công là ở toàn công của lực điện nhỉ? 840 mJ khi dịch chuyển điện tích là 7 nhân đến 10 mũ trừ 2 coulomb giữa hai cực bên trong nguồn điện, suất hoạt động của nguồn điện đây là bao nhiêu? Nào, các bạn nhớ thế này không? Ừ. A chính bằng Q nhân với U vừa bên trên có rồi. Đây, cái công là 840 mJ. Nhưng bây giờ bên trong nguồn điện người ta gọi là U, U hay cờ si của chúng ta ấy, được chưa? Nó đều đơn vị là vôn nên các bạn ghi là Q nhân với lại cờ si đúng ạ, đều đơn vị là vôn hết, nghe chưa? Bấm thôi, 840 nhân đến 10 mũ gì các bạn trừ 3. Sợ thầy xúc động không dậy được à? Từ từ đã, 840 nhân với 10 mũ trừ 3 chia cho Q là 7 nhân với 10 mũ trừ 2, xong chưa? Rồi cờ si của chúng ta là 12 V. Ồ, không đáp án này, anh em ơi, chết rồi. Ô, 840 nhân 10 mũ trừ 3 chia cho 7 nhân 10 mũ trừ 12. Ô, cái cờ si của chúng ta là 12 V mà. Ồ. Ồ, nhầm đâu nhỉ anh em nhỉ? Hay đề nhầm nhỉ? 12 V mà. Ui giời ơi. Thế bấm đúng đúng không? Chắc anh Đỗ gõ nhầm rồi, ông Đỗ gõ nhầm rồi, ông Đỗ gõ này phải là 12 C nhá, gõ nhầm đấy. Đấy chưa, gõ nhầm đấy nha. Tự nhiên các bạn thấy là bốn đáp án chúng ta đang là ở 9, 10, 15. Lòi ra một thằng rất nhỏ nhỏ là 12. À thằng 2 cũng đúng, đây là 12 nhá. C, được chưa, 12 V nhá, 12 V. Ông Đỗ gõ nhầm rồi. Tiếp, câu số 14. Công của dòng điện, công các bạn nhớ này, công, được chưa, chính là bằng công suất nhân với thời gian. Được chưa, công là bằng công suất nhân với thời gian, được chưa? Công của chúng ta là joule hoặc là kilowatt nhân với giờ hoặc là watt nhân giờ hoặc watt nhân giây, được chưa? Joule trên giây thì không phải là công suất rồi. Công à không phải là công rồi, công là joule luôn. Được chưa? Công là joule luôn, nhìn bên trên này, nhìn thấy cô bao này. Thực hiện công là 840 mJ. Đấy, công nó phải là joule, được chưa? Tiếp theo, watt là công suất thì không phải là gì các bạn? Công, đúng chưa? Tiếp, vôn nhân với ampere đã biết rồi, công suất P bằng U nhân với I đúng ạ, công suất là watt, vôn là U là vôn, I là ampere, watt thì bằng vôn nhân ampere, đây cũng chỉ là kilowatt thôi, nó vẫn là công suất, bỏ luôn, chỉ có B là đúng đúng ạ, đây là công suất nhân với thời gian này này đúng không, giờ đấy, kilowatt giờ, cái này là một số điện của các em đấy, một số điện các bạn hay dùng ở nhà đấy đúng không ạ, một số điện đấy nha. Xong. Ui dồi ôi. Lớp 11 nhiều ông không biết không nhớ được đâu, sao mà nhớ để mà làm mà comment đáp án. Lớp 11 là nhiều bạn bay lắc nhiều không nhớ được đâu. Rồi ôi, còn ngồi đây là còn kinh rồi, chứ còn đáng lẽ là phải chạy hết rồi ấy, được chưa? Sao mà nhớ được cái này? Ngồi hết rồi. Nào, lực Lorentz tác dụng lên hạt ở F bằng Q B V nhân với lại sin alpha quả bóng vàng. Được chưa ạ? Nha. F bằng QBC alpha. Bấm máy thôi nha. Bấm máy nào. Lần lượt từng số 1. Thôi thì bấm ra ngoài đi. Q
là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 người ta cho sẵn rồi. B là bằng bao nhiêu đấy bạn? 0,02. V là bằng 2 nhân 10 mũ 6 và góc là 30 độ sin 30, đúng chưa? Rồi, 3,2 nhân 10 mũ trừ 15 Newton, đáp án là C chính xác. Câu 5 là C. Được chưa? Lớp 11 các bạn quên hết rồi. Tiếp câu số 6, hai khung dây trong cái gì? Hai khung dây trong có mặt phẳng song song cái gì nhỉ? Đặt trong à? Hai khung dây có mặt phẳng song song với nhau, đặt trong từ trường đều. Một khung dây có đường kính là 20 cm và từ thông là bằng 30 vbe, được chưa? Khung dây 2 có đường kính là bằng 40 cm, được chưa? À, khung dây tròn, cái đậu xanh ạ. Thầy hiểu rồi, khung dây tròn, được chưa? Ông Đỗ này có đề linh ta linh tinh. Khung dây tròn. Rồi, khung dây tròn. Quất bố vợ cái gì đây? Được chưa? Rồi, thì từ thông là bao nhiêu? Các bạn nhớ công thức tính từ thông này. Phi bằng n b s nhân với lại cos alpha. Do hai khung dây giống nhau chỉ khác nhau ở đường kính thôi, tức là về diện tích, đúng không ạ? Mà khung dây là hình tròn, đúng không ạ? Hình tròn thì tích là pi r bình, đúng không ạ? Đúng không? Diện tích hình tròn là pi r bình, đúng không? Giờ nhiều thằng toàn hết diện tích hình tròn thì không nhớ là diện tích hình tròn là cái gì. Đúng không nhỉ? Diện tích hình tròn là pi r bình. Các bạn thấy luôn là đường kính của nó gấp đôi thì bán kính cũng gấp đôi. Rất nhiều bạn nhầm tưởng là đường kính gấp đôi, bán kính gấp 4 là sai lầm. Đấy chưa? Đường kính gấp đôi thì bán kính cũng gấp đôi. Đây là bán kính là 10, bán kính 20 chưa? Đường kính gấp đôi, bán kính gấp đôi. Xong chưa? Nhưng mà nó tỷ lệ với bình phương bán kính, vậy bán kính gấp đôi thì diện tích là gấp 4. Vậy thì từ thông phải gấp 4, đúng không ạ? 30 nhân 4 nó phải là 120. Đáp án B chính xác. Xong chưa? Ok. Tiếp câu số 7. Nào, khi núm xoay của đồng hồ đo điện đa năng hiện số, đây là cái đồng hồ ấy thôi, DT8030B, đúng không ạ, 830B, đặt ở vị trí DCV 20V, thì nó dùng được làm chức năng gì? Các bạn nhớ này, thầy đã dạy một lần rồi, AC nó là xoay chiều, đúng không ạ, AC nó là xoay chiều, DC nó là một chiều, thầy nói cái này nói đi nói lại và phát chán cả lên rồi, được chưa ạ? AC là xoay chiều, viết tắt của gọi là Antlitting Current cái gì đấy, được chưa? Còn DC là một chiều, Direct Current cái gì đấy, được chưa? A là ký hiệu của ampere, chính là dòng điện, được chưa? V là ký hiệu của volt, là điện áp, đúng không ạ? DCV, DC này, V này, nó là một chiều điện áp, đúng không ạ? Nhưng tiếng Anh thì theo cái sự ngu học của thầy cũng biết là tiếng Anh người ta đọc ngược lại, đúng không ạ? DCV dịch tiếng Việt là một chiều điện áp, đúng không ạ? Nhưng ta đọc ngược lại là điện áp một chiều, được chưa ạ? Đấy, vậy nó đo gì các bạn? Nó là một vôn kế nó điện áp, đúng không ạ? Đấy, một chiều và nó giới hạn ở mức 20V. Đáp án là A chính xác. Xong chưa? Antlitting Current cái gì đây? Direct Current cái gì đây? Đúng không? Rồi, tiếp sang mặt cuối cùng. À mà nhớ có một câu bên trên đấy. Nhớ có một câu bên trên đấy nha. Mình bỏ đấy. Lớp 11 này đu đưa nhiều quá. Đấy có bạn Việt Sơn Phạm, bạn ấy đã Google luôn rồi đấy. Đúng không? Antlitting Current đấy, đúng không? Thôi, em mà hỏi thầy chữa lớp mấy thì thôi, chứng tỏ là em đang mất gốc tất cả các lớp rồi, được chưa? Thầy đang chữa lớp mấy vậy ạ? Tức là ông chẳng học gì. Coi như là ông toang hết, không biết là đây là lý. À, thầy chữa lý lớp 5 nhá, được chưa? Ok không? Ok nha, chữa lý lớp mấy ạ? Chứng tỏ là không nhớ một cái gì về các lớp luôn, nên là không biết là lớp mấy. Được chưa? Thầy chữa lý lớp 5 nhá. Ok. Rồi, hiện tượng khúc xạ là hiện tượng ánh sáng bị gãy khúc khi truyền một góc xiên. Nhớ là truyền xiên, chứ truyền thẳng thì không gãy được. À, truyền vuông góc thì không gãy được. Mặt phân cách ra định nghĩa nhá, 8A, chuẩn. Tiếp câu số 9. Một người có điểm cực cận cách mắt 100m, đúng không ạ? Đây là người bị viễn thị rồi, không thể nhìn gần được, đúng không ạ?
Một cái người bình thường ấy thì sẽ nhìn, ví dụ như thầy này, mắt thầy không bị cận, thầy sẽ nhìn rõ một vật cách mắt thầy 25 cm, bởi vì điểm cực cận nó sẽ ở 25 cm và điểm cực viễn là vô cùng, xong chưa nha. Nào, nhìn được rõ các vật đây. Một người có điểm cực cận cách mắt 100 cm để nhìn rõ được các vật gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo sát mắt một kính nào? Được chưa? Bây giờ phải đeo sát mắt một kính nào? Các bạn biết người này bị viễn, được chưa? Mắt người này bị viễn nha, tức là mắt rất xẹp, được chưa? Đấy, thầy đã dạy các bạn cách làm cái này, nó một cái mẹo để nhớ đấy. Người bị viễn thì mắt xẹp. Các bạn có biết là mấy thằng cận đâu? Mấy đứa cận thì mắt lồi đúng không? Mấy đứa cận thì mắt lồi. Đây là người này nhìn rất xa, nhìn xa tốt nhưng nhìn gần kém. Người này bị viễn. Thầy đang dạy nhé, chứ còn công thức thì một phát xong luôn. Nếu bạn nào thích công thức nha, 1 phần 25 cộng với 1 phần âm 100, được chưa? Là ra luôn là nó là A, C hoặc D. Nhưng bây giờ biết là phân kỳ hay là hội tụ thì lại là một câu chuyện khác, được chưa? Nha, phân tỳ hay một câu chuyện khác sẽ là một phần F của chúng ta đấy, nó sẽ ra là cái này hoặc cái này, được chưa? Nào, thế giải thích nào? Có phải là mắt cận là lồi chưa? Và mắt viễn là xẹp nha. Mắt cận là lồi, ốc lồ ốc nhồi đấy, được chưa? Mắt viễn là xẹp nha. Và mắt viễn là mắt xẹp, đúng chưa? Vậy để như bình thường, mắt chúng ta là mắt bình thường, mắt thầy này, một mắt rất đẹp, một tâm hồn đẹp, được chưa? Mắt rất bình thường. Nhưng mà cái người viễn ấy, được chưa các bạn? Người viễn, người ta phải đeo một thấu kính lồi. Đấy chưa? Thấu kính lồi thì mắt người ta đang xẹp, thì giờ phải lồi vào bù vào thì mới trở thành bình thường được, được chưa? Vậy thì thấu kính mà lồi là thấu kính hội tụ, được chưa? Nhớ thầy nha, thấu kính hội tụ, được chưa? Thấu hội tụ là thấu kính lồi, được chưa? Nhớ kiểu gì nó cùng cái phần ôi này, được chưa? Cùng phần ôi này, hội tụ là phần ôi chưa? Và cũng là thấu kính lồi, nó cùng phần ôi. Thấu kính lồi hay gọi là thấu kính gọi gì em? Rìa mỏng, đấy chưa? Nó lồi ở giữa thì rìa nó phải hẹp lại, đấy chưa? Rìa mỏng nha. Đấy, thấu kính lồi là hội tụ. Vậy đáp án của chúng ta là C chính xác. Đấy chưa? Không chưa? Đấy, còn vì sao đây lại là âm 100? Bây giờ các bạn nhìn nha. Công thức là 1 trên D cộng với 1 trên D phẩy là bằng 1 trên F. Được chưa? Vật cách mắt 25, đúng ạ, thì D phải là 25, đúng ạ. Cái đó là vật cách mắt 25 thì D là phải 25. Nhưng các bạn nhìn luôn này, sao lúc này là phải âm 100? Cái này nó hơi khó hiểu này. Bây giờ các bạn phải hiểu nhá. Ảnh của chúng ta phải là ảnh ảo. Các bạn biết cái thấu kính hội tụ chưa? Đây. Đây là thấu kính hội tụ. Chúng ta đeo thấu kính hội tụ rồi. Đúng ạ. Bây giờ vật gần nhất đây này, đây là cái điểm mà vật gần nhất mà chúng ta có thể nhìn được, đúng không ạ? Đấy, thấu hội tụ chưa? Mà thấu kính hội tụ mà nó lại cho ảnh thật thì ảnh thật lại ra sau thấu kính, tức là ra sau mắt các em, đúng chưa? Ra sau mắt các em thì các em nhìn vào niềm tin này, đúng chưa? Vậy nó phải buộc cho ảnh ảo, ảnh ảo của nó mới ở trước mắt của nó này, đúng chưa? Ảnh ảo thì mới ở trước mắt thì các bạn mới nhìn được, chứ còn ảnh thật thì ở sau mắt thì các bạn nhìn vào niềm tin này, đúng không ạ? Vậy nó cho ảnh ảo d phẩy nó phải âm và tính lượng f nó bằng 1/100/3. Đáp án C chính xác. Được chưa? Các bạn đây này, mắt của các em này đặt ở đây này. Đây là mắt này đặt ở đây này nha. Đấy, nó cho ảnh thật thì cho ra sau mắt mất không nhìn được, ta cho ra sau gáy là a mà nhìn được. Được chưa? Vậy nó buộc cho ảnh ảo là trước mắt, được chưa? Và nó phải rơi đúng vị trí là 100 đấy. Lúc này ảnh ảo cách thấu kính 100, d phải âm 100. Xong. Nha. Xong. Thôi, cái phần thấu kính này, cái phần mắt này thầy dạy các bạn là một cái buổi khác, được chưa? Một cái buổi mà gọi là riêng về mắt. Thầy nhìn giống Quang Quấn quá. Rồi, cố lên. Mà thầy sắp đi xả lũ rồi các bạn, từ từ nha. Thôi nốt nốt những phần lớp 11 nha. Còn 4 câu khó nhất phần lớp 12 thì thầy sẽ đi xả lũ xong rồi thầy vào dạy tiếp nha. Còn dạy nốt 3 câu lớp 11 đã. Câu số 10 này. Một electron bay với tốc độ là 11, 1,2 nhân 10 mũ 7 mét trên giây, viết nỗi đấy, được chưa? Từ một điểm có hiệu điện thế là 600V đến điểm có hiệu điện thế là V2 nào đó chưa biết thì vật đã dừng lại, được chưa? Đấy, các bạn sẽ áp dụng lớp 10 à lớp 11 nha. Đây, thực ra cái này liên quan đến cả lớp 10 và lớp 11. Đây, công của ngoại lực
dạ bằng độ biến thiên động năng, tức là động năng sau trừ động năng trước. Nói cái này là các bạn quên hết rồi. Công của ngoại lực bằng độ biến thiên động năng bằng động năng sau trừ động năng trước. Vật dừng lại, động năng sau là 0, động năng trước là mv bình chia cho 2. Công của ngoại lực vừa học xong là Q nhân với U. Nó di chuyển từ điểm 1 sang đến điểm 2. Đúng không ạ? Hiệu điện thế là U sẽ bằng điện thế ở điểm 1 trừ cho điện thế ở điểm 2. Được chưa? Nha. Thay số vào, đây là Q nhân với lại là V1 trừ cho V2. Nó bằng âm của V bình, M bình trên 2. Q của chúng ta là âm nha. Q là âm bao nhiêu đây các bạn? Âm 1,6. Có V, có Q, có M. Thay số vào bấm nha. Đây. Bấm rồi. Nào, Q là âm. Âm sẵn rồi nên âm âm nó được quyền bỏ đi luôn. Bỏ đi luôn. Được chưa? M này 9,1 nhân đến 10 mũ bao nhiêu các bạn? Ở trừ 31 kg. V là bằng 1,2 nhân đến 10 mũ 7. Được chưa? Đấy, bình phương chia cho 2. Đúng không ạ? Chia tiếp cho nữa đi. 1,6 nhân đến 10 mũ trừ 19 chia cho Q đấy các bạn ạ. Được chưa ạ? Đấy. Là ra hiệu V1 trừ V2. Đây. Mà V1 của chúng ta là bằng bao nhiêu nhỉ? V1 là bằng 6 lít. Đúng không ạ? V1 là bằng 6 lít. Lấy 6 lít trừ cái này đi. V2 là 190,5. Đáp án C chính xác. Xong. Hết. Được chưa? Xong. Cái chuyện đeo kính ấy, các bạn biết là thằng nào mà cận mắt lồi, đúng ạ? Mắt lồi phải cần xẹp đi thì các bạn phải đeo thấu kính nào phân kỳ, được chưa? Thấu kính phân kỳ nó sẽ xẹp đi, giúp các bạn mắt xẹp đi, hiểu chưa? Nha. Đấy, còn hội tụ là thấu kính lồi. Đứa nào mà cận thị mà lại đeo kính của người bị viễn thị, được chưa? Không thể nhìn được luôn, đấy chưa? Đeo kính bị ngược, mắt đã lồi, đeo kính lồi lồi nữa, đấy chưa? Cận nặng hơn, đang từ cận gọi là 3 độ thành cận 6 độ, đấy chưa? Nha. Rồi. Lớp 11 sao mà thấy lạ quá, lạ là đúng, đấy chưa? Nào, câu số 11. Nguồn điện có sự động mà các bạn nhớ nha, lớp 11 trong đề thi đại học là có 4 câu. Bỏ thì các bạn mất 4 điểm, à nhầm mất một điểm, đúng chưa? Vẫn được 9 nên là không lăn tăn gì. Đúng không ạ? Lớp 11 trong đề thi đại học có 4 câu và chỉ mất có một điểm thôi. Được chưa? Cố gắng làm những phần khác đúng hết thì các bạn vẫn được 9 điểm, yên tâm, yên tâm. Nào, một nguồn điện với suất động C, điện trở trong R mắc với điện trở ngoài R lớn bằng R nhỏ, có dòng điện là 2A. Nếu thay nguồn điện là 3 cờ C và R trên 3, tức là đây là 3 nguồn điện mắc song song đấy, để cho các bạn. Đấy. Thì I là bao nhiêu? Áp dụng công thức tính định luật ôm. I bằng cờ C chia cho R lớn cộng với R nhỏ. Đây là bằng 2A. Đây là I1 nha. I2 của chúng ta thì bây giờ là 3 cờ C rồi. Cái xấu quá. Đấy cho các bạn. 3 cờ C rồi. Sẽ là R lớn cộng với lại R chia cho 3. Nó bằng mấy? Đúng không? Bằng mấy nào? Nào khó phết đấy nhỉ? Làm được không nhỉ? Hơi khoai. Ô, không đủ dữ kiện để làm ấy. Ô. Ô, không đủ dữ kiện để làm rồi. Bạn này bị thiếu đề rồi. Cờ si này bằng 2R lớn cộng với R nhỏ. Ồ, không đủ dữ kiện để làm các bạn ạ. Không đủ rồi. Thế vào đây nha, thì thử thế nào, có đủ dữ kiện không nha. Đây là bằng 6R lớn cộng với 6R nhỏ chia cho R lớn cộng với R nhỏ trên 3. Ồ, không đủ dữ kiện để làm à. Ồ, đây này bị sai đề à, thì xem lại cái đề gốc này nào. Ồ, toang rồi. Toang rồi bà con ơi, toang rồi, toang rồi, toang rồi. Toang. Ô. À, cái đậu xanh người ta cho R lớn bằng R nhỉ?
cay thế. Rồi ôi, người ta cho R lớn bằng R nhỏ. Rồi ôi, nhầm đây. Dữ kiện này bảo sao thầy chưa đọc đến dữ kiện này nên thầy không biết. Rồi ôi. Rồi ôi, cay cú ạ. À. 6 cộng 6 chia 1 cộng 1 phần 3. Thầy chưa đọc đến dữ kiện đấy. Rồi ôi, nhục mặt ạ. À. Rồi ôi, 1 phần 3. Rồi, 9V. À, 9A. Ồ, không đáp án, E. 9A. Được chưa? Hết. Xong. Chưa đọc cái dữ kiện là R lớn bằng R nhỏ. Rồi ôi, thầy chưa đọc. Đúng chưa? Rồi, đọc thiếu dữ kiện. Được chưa? Nói chung đề này vẫn bị gõ sai đề, phải là 95P. Đúng không? Để các bạn phải nhìn thấy luôn này. Nhìn thấy là xuất động nó tăng lên. Xuất động tăng lên mà điện trở tổng lại giảm đi. Kiểu gì phải tăng lên rất 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 là nhiều. Được chưa? Rồi. À, thực ra đề gốc của người ta là cho ba cái mắc song song ấy mà thầy chế lại lung tung nên là nó à. Đây. Chữa xong nốt một câu này thầy sẽ công việc một tí, được chưa? Rồi sau 2 phút thầy sẽ quay trở lại. Nào, nốt câu 15 ở phần bên trên, nghe chưa? Nốt câu 15 ở bên trên nào. Một nguồn điện à một mạch điện có cờ xi là 12V, điện trở trong là 2,5A, điện trở ngoài là 0,5 ôm, mắc một R nối tiếp đây. Mạch của chúng ta đây, được chưa? Đấy, cờ xi này, R này có hết số liệu rồi. Mỗi thằng R này chưa biết thôi. R1 và R. Đấy. Công suất trên R lớn nhất là bao nhiêu? Ok. P thằng nào thì nhân với R thằng đó. Là y bình nhân với r, y bình là bằng cờ xi bình phương là 12 bình phương chia cho tổng trở tất cả, đây là ba điện trở nối tiếp, nó sẽ là 3 cộng x tất cả bình phương cộng với à, nhân với x, đúng chưa? Nhân với x nha. Các bạn sẽ quen đến đây là table, đúng không ạ? Các bạn sẽ quen đây là table, nhưng thầy sẽ dùng cosi cho nhanh. 144 đúng không ạ? Chia cho 3 chia cho căn x cộng với lại là căn x, đúng không ạ? Đưa x vào trong bình phương thì căn ra. Xong. Đúng không ạ? Áp dụng bất đẳng thức cosi thì mẫu sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 căn 3. Hết. Đúng không ạ? 2 căn 3 bình phương nó là 12. Vậy nó là 12 luôn, đúng không ạ? Đáp án là D. Đúng không? Các bạn sẽ thích dùng table ở đây. Đúng không ạ? Đây. Để biện luận để thằng cu này mắc, nhưng thầy sẽ không dùng table đâu. Thầy nói là thầy ghét dùng table lắm. Được chưa? Trừ khi nào mà thầy không đánh giá được thì thầy mới dùng table thôi, còn không là dùng cosi nhá. Đúng chưa? Rồi, đợi thầy một tí, đúng không ạ? Nay uống hơi nhiều nước. Đây, sẽ chữa 4 câu khó nhất đề, đặc biệt là câu 24 là câu khó nhất đề, được chưa? 22, 23, 24, 25, được chưa? Đợi thầy một tí, được chưa? Nhá, đợi một tí nhá. Lớp trật tự nhá. Ok, đợi một chút.
Ok. Tiếp tục nhá. Ok, thầy quay trở lại rồi nhá. Nào. Bốn câu khó nhất. Nào, 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 nào. Xong chưa, xong chưa, xong chưa? Nào. Ổn định cái tình hình chưa? Học tiếp nhá. Nào. Bốn câu này đúng không? Chiến đấu nào. Xong chưa anh em? Hai phút 40 giây à? Ok. Bắt đầu nhá, từ câu 22 đi. Để chờ cái lần lượt đi. Lần con nhà bà lượt nhá. Lần con nhà bà lượt. Lần lượt nào. Câu 22. Đặt điện áp U bằng 100 căn 2, cốt 100 pV vào đoạn mạch gồm R quận dây và tụ điện. Để có bị lỗi chữ nhiều ấy nhỉ. R này. Được chưa? LR và tụ điện C. Công suất của đoạn mạch là P là bằng 250. Tôi liệt kê hết dữ kiện nha. Tránh để như bài trước. 60 ohm và U là bằng 150 V. Được chưa? Ai thầy có rửa tay không đấy? Thực ra thì nhà thầy không có cái gì nhiều bằng nước rửa tay. Được chưa? Đây, nói mấy đứa lại không tin. Xung quanh bàn học của thầy có 8 chai nước rửa tay. Đây, rửa tay khô hãng Hasoko đúng không ạ? Đấy, tiếp hai nọ nước rửa tay anti cola được chưa? Đấy, hương nano bạc nhá, hai nọ. Tiếp thầy, giờ ôi đúng tổ, thầy thì không có cái gì nhiều bằng nước rửa tay, thầy rửa tay quá nhiều. Đây, năm nọ nước rửa tay đây nha, năm nọ chứ đây không phải là một nọ đấy không nha, năm nọ nước rửa tay hãng Iken, được chưa, loại bỏ 99,9% vi khuẩn, toàn bốc phét đấy. Đấy đó thì không biết, thầy không bốc phét nhá, được chưa? Lại bảo thầy không rửa tay à, được chưa? Rồi ôi một đống, thầy rửa tay nhiều đến mức mà mòn cả da tay, các bạn phải hiểu. Thầy một ngày thầy rửa tay trên dưới chắc 100 lần, hơn 100 lần, nhiều lắm. Được chưa? Rồi rồi. Các ông này nhầm rồi, nhầm người rồi nhá. Rồi. Nhầm người rồi. 8 nọ nước rửa tay nhá. Xung quanh bàn thầy. Được chưa? Rồi ôi. À, mấy đứa lại không tin. Quá nhầm. Thôi nhá, biết thế thôi nhá, được chưa? Đừng bao giờ hỏi thầy có rửa tay không nhá. Thế là đủ hiểu rồi, nghe chưa? Các ông hiểu không? Rồi. Khi nối hai bản tụ bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể, tức là nối hai bản tụ bằng một sợi dây, tức là nối tắt và tụ coi như phế, thấy chưa? Tụ phế, tụ mất. Đúng chưa ạ? Rồi. Khi đó điện áp giữa hai đầu điện trở bằng điện áp giữa hai đầu cuộn dây và bằng 50 căn 3, yêu cầu tính dung kháng, đúng không ạ? Bây giờ coi như tụ phế mạch chỉ còn lại mỗi R. Đúng chưa? R thì nằm ngang. LR thì nằm chéo. Được chưa ạ? Đấy, LR thì chéo. Và mỗi thằng là bằng 50 căn 3 giá trị hiệu dụng đấy các bạn nha, 50 căn 3. Và tổng hợp của nó thì lại ra U toàn mạch. Đúng chưa ạ? Đấy, hai là bằng nhau. Đúng không em? Tổng hợp của nó thì ra U toàn mạch và đây lại là 150. Đây là 50 căn 3. Nó rơi vào trường hợp đặc biệt một tam giác cân có cạnh đáy bằng căn 3 lần cạnh bên, đúng ạ? Vậy góc này là góc 30 độ, góc này là góc 30 độ. Xong chưa? Tức là LR đấy thì sẽ hợp với Y một góc là bằng 60 độ. Được chưa các em? Xong chưa? Mua phải để đấy chứ không được. Đợt dịch corona này thầy phải mất đến tầm 3 triệu tiền nước rửa tay. Là ít đấy. 3 triệu tiền nước rửa tay và tầm 4 triệu tiền khẩu trang. Thầy chi 7 triệu chỉ để rửa tay và che mõm, che mồm. Thế thôi là đủ hiểu.
Được chưa? Độ chịu chơi của thầy kinh lắm. Được chưa? Tiếp. Được chưa? Rồi. Nhìn tiếp nào. Từ đây các bạn có điều gì nào? Thứ nhất ta có được là phi LR là bằng 60 độ. Được chưa? Có được luôn là tan phi RL. LR. Được chưa? Đấy. Bằng căn 3. Tức là ZL chia R bằng căn 3. Mặt khác lại có được là ULR lại bằng UR. Được chưa? ULR thì bằng UR. Vậy thì chứng tỏ đây ta có được luôn là gì các bạn? ZLR thì bằng R. ZLR lại bằng căn của R bình cộng với ZL bình. Được chưa? Mà thằng ZL lại bằng căn 3 lần của R. Vậy chứng tỏ đây là R lớn thì bằng 2 lần R nhỏ. Đúng chưa? Đấy, chuyển vế đổi dấu cho nhanh. Vậy thì R lớn lại bằng 60, vậy R nhỏ là bằng 30. Đúng chưa? R nhỏ bằng 30 thì ZL lại bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 30 căn 3. Do thằng R lớn bằng 60. Yêu cầu tính UZC gì? P ban đầu là bằng 250W. Đúng không ạ? P lại bằng U bình chia cho R lớn cộng với R nhỏ nhân với cos bình phi. Xong chưa? Ra được cái cos phi, từ đó chuyển về tan phi tính ZC cho dễ nha. Nào, bao nhiêu nhỉ? 250 chia cho 150 bình phương chia cho 90. Được chưa? Cos phi bằng 1 chứng tỏ là có cộng hưởng. Được chưa? Cộng hưởng chứng tỏ là ZL bằng ZC. Bằng 30 căn 3. Xong, đáp án là B chính xác. Bài không khó nhưng mà cứ phải giải từ từ. Được chưa? Giải từ từ, giải đến đâu, ra đến đấy. Có là một chuyện, còn dùng hay không là một chuyện khác à? Căng nhỉ? Giờ sẽ phải có clip là rửa tay của thầy Ngọc Anh sau khi vào dạy à? À, trước khi vào dạy à? Mà đứa nào có thích cái một lọ nước rửa tay rất là đẹp này không? Đứa nào thích thì thầy sẽ tặng cho. Được chưa? Lọ này không đắt tiền lắm. 60 ml, sản xuất vào ngày 12 tháng 3, tức là được đúng một tháng rồi. Đấy chưa? Hạn sử dụng thì là mấy năm không biết, không ghi đây các bạn. Hạn sử dụng đấy có. Không biết là mấy năm, chắc vẫn dùng được. Đấy chưa? Nó không ghi đây các bạn. Nó ghi là mỗi ngày sản xuất và lô sản xuất, nó không ghi là hai mấy mấy năm nhỉ. Ok, tóm lại là vẫn dùng được. Đấy chưa? Đứa nào thích lọ này không? Có 25.000 lọ này thôi. Đấy chưa? Thầy sẽ tặng cho. 60 ml. Đơn giản là nhìn rất là xinh nhá, nhìn rất là xinh, rất là nhỏ gọn, đút túi quần, đút túi áo. Đấy chưa? Ok. Lọ này thì mua ở Vinmart, đấy chưa? Nên là chắc chắn là hàng yên tâm, có xuất xứ ổn định rồi ở Vinmart. Thấy mua 5 nọ. 5 nọ này thực ra chỉ để tặng học sinh, thầy cũng dùng làm gì đâu. Đây. Cũng có dùng làm gì đâu, dùng làm gì nhiều thế, thầy dùng nhiều đã. À đây, quên, thầy có 9 nọ nước rửa tay cơ, còn một nọ nữa ạ. Đây. Đây. Thầy thì chơi loại to hơn, thầy chơi cả một bình to này luôn. Quên đấy, 9 nọ nhá. Cho đẹp. Có đủ hiểu không? Nên là thôi nhá. Còn nọ nào trong căn bản nữa không? Xem nốt. Hết rồi. 9 lọ tất cả. Ok, thôi không chém gió nữa, chết tiếp. Động đến cái vấn đề của thầy đam mê thì hơi mất thời gian. Thôi rồi, tiếp nhá. Tiếp 23, còn có mấy câu nữa rồi. Nhiều lắm. Nào, câu 23. Đặt điện áp xoay chiều U bằng U0 cos omega t vào đoạn mạch hai đầu RLC mắc nối tiếp. Ông thầy nói hơi ngọng nhé. Ông là bố tôi mà ông có quyền phán xét tôi hả? Linh tinh tướng, được chưa? Mạch RLC nối tiếp. Thầy nói hơi ngọng à, nghe được. Ông thầy nói hơi ngọng nhé. Ông là bố tôi à? Hả? Đấm sưng đầu à?
Nào, mạch RLC mắc nối tiếp tăng dần điện dung của tụ. Gọi T1, T2, T3 là những thời điểm mà UL, UC, UR đạt giá trị cực đại. Đấy chưa? Đây là C biến thiên để UL mắc, UC mắc và UR mắc. Đấy, lần lượt ở những thời điểm là cái gì đấy các bạn? T1, T2 và T3. Được chưa? Thưa các em, đây là cực trị. Được chưa? Và nó rơi vào những cực trị nào? Được chưa? Và nó rơi vào những cực trị nào? Nào, và nó rơi vào những cực trị nào? Có phải cực trị nó là 1, 2, 3 không? Nó là cực trị nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 hay là những nhóm nào nào? Comment nào để biết nào. Nó rơi vào cực trị những nhóm nào nào? Cũng nói ngọng bình thường em. Thầy vẫn giận là thầy quê Nam Định mà. Thầy có từ chối gốc gác của thầy đâu. Cả quê thầy nói ngọng. Bố thầy cũng nói ngọng. Nào. Nhóm mấy nào? L biến à, C biến thiên để những đại lượng nào mà không liên quan đến C mắc thì nó chính là cộng hưởng và nó rơi vào nhóm 1. Đây nhìn luôn này, C biến thiên để UL mắc nó là cộng hưởng và UR mắc cũng là cộng hưởng. Nó là những đại lượng không liên quan đến C, được chưa? Nó là nhóm 1, được chưa? Nhóm 1 nha, nhóm 1. Đấy. Vậy đây nó đều là cộng hưởng. T1 và T3 đều là cộng hưởng. Chỉ cần đến cộng hưởng thôi thì nó mắc hết, được chưa ạ? Vậy chứng tỏ là T1 và T3 nó cùng là cộng hưởng. Vậy chứng tỏ rằng T1 là bằng T3. Đúng chưa? Vậy thì T1 bằng T3 loại đáp án C và đáp án A. Chỉ còn đáp án B và D là chính xác. Được chưa ạ? Vậy các bạn nhớ luôn thầy, để có cộng hưởng thì sẽ là cái gì các bạn? ZC bằng ZL. Được chưa các em? Để có cộng hưởng thì ZC chính bằng ZL nha. Tiếp theo, để có UC mắc. Để có UC mắc. Nào, còn nhớ công thức không? Đó chính là cái gì các bạn nhỉ? ZC bằng R bình cộng với ZL bình chia cho ZL. Và tất nhiên thằng này là phải lớn hơn ZL. Bởi vì đây này, nó là ZL bình chia ZL thì đã là ZL rồi. Nhưng còn cộng với một số nữa thì lại còn phải lớn hơn. Đúng ạ? Đây là ZC1 đi, ZC2 đi. Ta thấy được là ZC2, đúng không em? Thì lớn hơn ZC1. Đấy, đến đây nhiều bạn vồ vập, đúng không ạ? Thấy ZC2 là lớn hơn ZC1, thì nghĩ rằng T2 là lớn hơn T1 và khoanh đáp án D. Thưa các em, sai ở đâu? Nào, thầy nói, thầy làm cái này đúng rồi, đúng không ạ? Đến đây đúng rồi, nhưng kết luận ý dưới thì sai ở đâu? Đúng là ZC2 lớn hơn ZC1. Được chưa ạ? Thì suy ra T2 lớn hơn 1 đúng hay sai nào? Sai ở đâu? Nào, sai ở đâu? Thôi cái này các bạn ra VMAT mà mua nha. Có 25.000 thôi. Tiền ship về nhà các bạn mất bố 40.000 rồi. Được chưa? Thôi. Nha, VMAT mà mua. Nào. Sai ở đâu? Nào, bao nhiêu ông biết sai ở đâu? Nghĩ được không? Hình như các bạn nào comment D sao nhỉ? Đúng rồi. Quan trọng là C của nó là nghịch đảo lại. Đúng ạ? Các bạn nhìn này, người ta tăng dần điện dung. Đúng không ạ? Người ta tăng C chứ không bảo người ta tăng ZC. ZC2 lớn hơn thì C2 nó phải nhỏ hơn. C2 nhỏ hơn C1, tức là C1 nó xuất hiện trước và C2 nó xuất hiện sau. Đúng không các bạn? Đấy. À đâu nhầm. C2 nó xuất hiện trước rồi C1 nó xuất hiện sau, tức là T2 của nó phải nhỏ hơn T1. Đúng không ạ? Vậy đáp án B mới chính xác. B mới đúng. Đấy, C2 xuất hiện trước, C2 nhỏ hơn C2 xuất hiện trước. Đúng không ạ? Đáp án B chính xác. 23B. Xong. C nó nghịch lại nhá. Ok, rồi. 23 đã xong. Nào, tới 25 đi. 24 chữ cuối cùng. 25 đi. 24 là chữ cuối cùng. Đấy chưa? 24 chữ cuối cùng. 25 nhá. 24 là một câu hay nhất đề ngày hôm nay. Nên chữ cuối cùng. Nào, tiếp.
25. 25, 25. Câu này mà đứa nào mà không làm được là toang với thầy nhá. Ui rồi ôi. Câu này mà ai mà không làm được thì là toang thực sự. Nào. Câu này mà ai không làm được là toang thực sự, là ăn đấm thực sự đây này. Ăn đấm ấy nhá. Nào. Thầy đã dạy các bạn rồi, C biến thiên mà để ULRC, được chưa? C biến thiên mà để ULRC min thì nó là cái gì nào? Nhanh. C biến thiên để ULRC min thì nó sẽ là cái là gì nào? Nhanh nào, đến câu cuối rồi, nhanh lên. Nào, bao nhiêu đứa comment đúng nào? C biến thiên để ULRC min. Chưa? Là cái gì nào? Bao nhiêu bạn nhớ nào? Càng lúc càng tụt view. Phần khó rồi em. Quy luật nó sẽ như kiểu hình sin ấy, hình sin ấy. Lúc đầu sẽ từ từ lên lúc nào rất là cao, đúng không ạ? Lúc này trễ lên câu dễ nhất và sẽ càng xuống thấp nếu càng câu khó, bởi vì nó là sự sàng lọc tự nhiên, được chưa? Càng câu khó thì càng ít đối thủ, được chưa? Càng nhiều bạn phải ra đi. Đấy là sự sàng lọc. Chứ còn đồ thị nó mà ngược lại thì lại vô lý, được chưa? Nó mà ngược lại thì vô lý. Đây là điểm thấp nhất, đến những câu khó nhất sẽ ít người xem nhất. Đấy. Các bạn biết rồi. Cái đứa nào nhỉ? Con Quỳnh Nguyễn. Ông thầy ăn ở sao sao. Được rồi, từ từ đã. Xin các bạn một tên để thầy block con Quỳnh Nguyễn đã. Con này mất nết. Ông thầy ăn ở sao sao. Sao thầy ghét như thế nào không có chữ ạ đấy nhỉ? Quỳnh Nguyễn à. Block à, comment lại cái Quỳnh Nguyễn là để thầy block cái, không tìm cái tên rồi. Comment lại cái là thầy block cái Quỳnh Nguyễn này. Tự nhiên lại không thấy tên nữa rồi. Có ai bảo thầy giống Quang Quấn chưa? Rất nhiều người bảo thầy giống Quang Quấn. Mà thầy thấy thầy giống đâu? Không giống. Đúng rồi. Đây. Quỳnh Nguyễn block. Hỏi về học. Được chưa? Cho nhanh. Mất nết. Nói năng. Block. Xong. Không có ạ với chúng tôi này. Đừng có khiêu khích thầy. Được chưa? Đừng có khiêu khích thầy. Nào, ULRC min nó là cộng hưởng nha, tí chứng minh lại nha. Tí chứng minh lại nha, tí chứng minh lại. Và khi cộng hưởng thì ZL bằng ZC, lúc này giá trị đó là bao nhiêu? Có phải UV là ULRC chưa? LRC lúc này nó là U này nhân với căn của R bình cộng với ZL trừ ZC. Như là cộng hưởng thì tí nó tự mất các bạn nhé. Chia cho căn của R bình. À thầy xin lỗi. R lớn cộng với R nhỏ. Bình phương cộng với ZL trừ ZC. Nhưng do cộng hưởng nó mất hết, nó chỉ là U nhân với R nhỏ chia cho R lớn cộng với R nhỏ. Được chưa ạ? Nhưng mà nhớ là dùng cái trị hiệu dụng của thầy nhá. Được chưa? Đừng có dùng cực đại. 150 căn 2 nhân với lại là bằng 5 chia cho 10 năm. Được chưa? Rồi, nó là 50 căn 2 à? Đúng không ạ? Đáp án A chính xác, 50 căn 2. Xong chưa? Thầy có dạy đồ thị không ạ? À? Thầy dạy chùm đồ thị đấy em. Thầy dạy đồ thị quá nhiều. Quá quá nhiều. Bạn nào muốn học đồ thị thì vào cái nhóm học bài 6 giờ sáng ấy. Nhóm mà dậy sớm học bài ấy. Thầy vã cho không biết bao nhiêu câu đồ thị vào mặt đấy. Được chưa? Thôi nha, không phải chứng minh lại nữa nhá. Thôi nhá, được chưa? Chứng minh rồi đấy, hình như là mới gần đây chứng minh, mới chứng minh xong hay sao ấy, đúng không? Mới tối hôm qua. Đúng không nhỉ? Mới tối hôm qua thì phải, hay tối hôm kia nhỉ? Mới tối hôm mà nó chứng minh xong, ULRC min phải cộng hưởng. Được chưa? Cần chứng minh không? Là câu cuối nào. Không giống con cuốn đâu. Các bạn nhìn ngoài đời thì biết mặt thầy chung là sẽ khác con cuốn nhiều. Các bạn nhìn thầy đang nhìn thầy qua cái live stream thì ở một góc độ nào đó sẽ giống, nhưng các bạn nhìn ngoài đời thì sẽ khác, thấy chưa?
nhưng mà đần nó sẽ rất là khác. Thầy sẽ gọi là nhìn nó già hơn Quang Quấn, bây giờ già hơn, mặt thầy nó đậm hơn Quang Quấn, được chưa nha. Ok nào. Thôi nhá. À, chứng minh cái gì? Rồi, có bạn bảo chứng minh thì chứng minh luôn, được chưa? Có bạn bảo thầy chứng minh luôn. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Bây giờ C biến thiên, đúng ạ? C biến thiên thì làm cho ZC biến thiên. À, các bạn có nhớ đây là lần thứ mười mấy chứng minh này không? Đây là lần thứ 12, được chưa? Lần thứ 12 đi chứng minh cái điều này. Hôm trước là lần thứ 11 và đây là lần thứ 12, được chưa? Thầy tin là từ giờ đến cuối năm là còn rất nhiều lần nữa, được chưa? Đây là lần thứ 12 ngồi chứng minh cái này. Được chưa? Rồi, vẫn phải chứng minh lại. Mình học sinh yêu cầu, thầy giáo vẫn phải yêu chứng minh thôi. Nào, nhìn đây. ZC biến thiên nhưng ZC đang có ở cả tử và mẫu nên phải cô lập ZC về, và khi cô lập về thì phải nhanh trí chia luôn. Dưới mẫu các bạn phá tung hằng thức ra, nó sẽ còn thừa là R bình cộng với lại cái gì các bạn? 2R lớn R nhỏ chia cho R bình cộng với lại là ZC, ZL chứ ZC bình phương cộng số 1. Xong chưa? Đấy, chia tử xuống là xong nhá. Và nhìn luôn này, muốn thằng này min, đúng chưa? Thì cái mẫu này phải làm sao các bạn? Mẫu này phải mắc, đúng không ạ? Muốn cái mẫu này mắc thì cái thằng này phải nó mắc tiếp, đúng không ạ? À, xin lỗi, cái này phải min, đúng chưa em? Cái này phải min nha, cái này phải min. Và nó min khi nào? Min khi ZL bằng ZC, hết. Đấy chưa? Xong. Đấy. Một dặm, đúng không ạ? Một giây. Một giây, một giây. Xong. Hết. Kết thúc. Tiếp. Sang câu cuối cùng. Sang câu cuối cùng. Sang câu cuối cùng. Sang câu cuối cùng. Đây. Đây là một câu hay nhất đề ngày hôm nay. Và hình như câu này thầy cũng chữa rồi hay sao nhỉ? Không biết các bạn có nhớ không? Thầy đã từng chữa câu này rồi. Không biết các em có nhớ hay không thôi. Quang Quấn rất giống thầy, khác mỗi cái tuổi. Quang Quấn sinh năm bao nhiêu? Quang Quấn sinh năm bao nhiêu? Đúng rồi, lông mày của thầy thì ít người có. Các bạn nhìn không? Lông mày của thầy Quang Quấn không thể có được. Được chưa? Đơn giản bố thầy bố Quang Quấn khác nhau. Thế thôi. Hơn là béo hơn. Thầy ơi, ngày xưa thầy có tốt nghiệp Bách khoa, thầy tốt nghiệp thì sao? Thầy còn tốt nghiệp mấy trường ấy, thầy còn tốt nghiệp bằng quản trị kinh doanh. Rồi chưa tốt nghiệp bằng gọi là kế toán kế tổng thôi, chứ còn thầy nhiều bằng lắm, bằng cấp thì không thiếu, thấy chưa? Thầy chắc phải học cái thạc sĩ. Bằng cấp thì ở Việt Nam mình đơn giản lắm em ạ. Ở Việt Nam mình quan trọng là có năng lực và trình độ hay không thôi, chứ còn bằng cấp thì nó là một cái góc khuất của Việt Nam mình rồi, được chưa? Các bạn cứ thử lên trang, có hẳn một trang là giáo sư dởm. Rất nhiều giáo sư ở Việt Nam phong dởm. Bằng cấp Việt Nam đơn giản lắm các bạn ạ. Quan trọng là năng lực của trình độ các em như nào thôi. Bill Gates thì người ta, Bill Gates cũng có bằng đại học đâu, được chưa? Quan trọng là năng lực, bây giờ năng lực. Nào, Quang Quấn 97 à? 97 là bằng tuổi thầy mà. Chín chín thì mới khác, còn 97 bằng tuổi thầy nhá. Ok thôi, chữa chữa đi. Chữa đi, chữa đi, chữa đi. Chữa nhá. Câu cuối cùng, câu hay nhất này. Đây là câu hay nhất của ngày hôm nay. Câu hay nhất. Câu hay nhất của ngày hôm nay. Nào. Câu hay nhất của ngày hôm nay. Hay nhất nào. Một mạch điện gồm R nhỏ, được chưa? Mắc nối tiếp với một mạch RLC, đúng không? RLC. Cơ thể chữa rồi. R nhỏ thì bằng 25 ohm. Khi omega bằng omega 1 thì công suất tỏa nhiệt trên R là 100 ohm. Đây, PR là bằng 100 ohm và PR chính bằng I bình nhân với R. Được chưa? Suy ra ở đây là 100 này bằng này I bình thì là U bình, U bình này là 100 tiếp, mà nhìn thấy chưa các bạn? 100 bình này chia cho Z bình là có cả R lớn cộng với R nhỏ. R nhỏ là 25 bình cộng với ZL trừ ZC bình. Xong cho các em. Và tôi bảo là khi omega thay đổi thì công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại là bao nhiêu? Omega biến thiên để P toàn mạch mắc thì P mắc là bằng U bình chia cho R. Nhưng mà mạch là có hai cái R, cả R lớn và R nhỏ. Nó là bằng 100 bình chia cho R cộng với lại 25. Nào,
Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta tìm R, được chưa? R bằng hỏi chấm, được chưa? Nhiệm vụ của chúng ta là tìm R và R bằng hỏi chấm. Vậy tìm R ở đâu? Chúng ta chỉ có một phương trình thôi. Thầy chữa này rồi thì phải. Không nhớ lớp off hay lớp on thôi. Lớp off có chữa rồi, lớp on thì không nhớ. Lớp off thì như là chữa lớp thứ 5 rồi. Lớp thứ 5 mà được chữa câu này rồi. Lớp on thì thầy mang máng, không có nhớ hay không? Nào, có một phương trình nhưng mà chúng ta có tận mấy ẩn đó các bạn? Chúng ta có tận 3 ẩn. Vậy thì sao mà giải được? Nào, đây là cái gì nào? Một cái điều rất hay của bài toán này. Một cái điều rất hay của bài toán này. Được chưa? Một cái điều rất hay của bài toán này. À, nhân viên R nữa. Nhân viên R. Được chưa? Đấy, một cái điều rất hay của bài toán này. Đố các bạn biết được hay là hay như thế nào. Đây, chỗ hay nhất của bài toán. Ví dụ các bạn học buổi hôm nay với thầy học phí hết 100.000 thì chỗ này nó phải rơi vào 96.000. Được chưa? Nào, hay nhất bài toán chỗ này. Ba phương ba ẩn nhưng có một phương trình thì giải kiểu gì? Đúng không ạ? Về mặt lý thuyết là chúng ta rất khó giải. Được chưa? Khó giải chứ không phải là không giải được. Được chưa? Về mặt lý thuyết là rất khó giải. Nhưng mà giải kiểu gì? Phương trình này giải kiểu gì để có được R nào? No. Nhanh. Nào. Làm thao. Ba ẩn một phương trình giải kiểu gì? Thôi, chắc nhiều không biết rồi. Nhìn đây. Một phương trình ba ẩn chứng tỏ đây phải là một phương trình đặc biệt. Được chưa? Đặc biệt như nào? Phải sắn tay lên mà làm. Được chưa? Phải sắn tay lên mà làm thì mới biết được cái phương trình này nó đặc biệt như thế nào. Được chưa? Sắn tay lên nhá. Nó sẽ là R cộng với 25 bình phương cộng với ZL trừ ZC bình phương bằng 100R. Thấy chưa? Khi các bạn sắn tay lên làm. Ừ, đã thấy vấn đề rồi. Đúng chưa ạ? Nào, chuyển vế đi. Đây là có 50R trừ cho 100R thì thành bao nhiêu bạn các bạn? Bằng âm 50R. Chúng ta sẽ có là R trừ cho 25 tất cả bình cộng với lại là ZL trừ ZC tất cả bình bằng mấy? Bằng 0. Được chưa? Đúng không ạ? Các bạn có biết cái hằng đẳng thức này không? Nào, các bạn có biết cái hằng đẳng thức này không? Nào, các bạn có biết cái hằng đẳng thức này không? Xong nhá. Nào, vậy thấy luôn là tổng của hai số chính phương bằng 0. Được chưa ạ? Thì hai số chính phương phải bằng 0. Và tổng của hai số chính phương bằng 0 thì nó phải bằng 0. Đúng không ạ? A bình cộng với B bình cộng với C bình cộng với D bình bằng 0. Thì tóm lại A, B, C, D là bằng 0 tất. Bởi vì một số chính phương là luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa ạ? Có luôn R bằng 25. Ui giời ơi, tưởng thế nào? Vậy đây là 200W. Xong chưa? À đúng, từ từ, chia lại nhá, bình tĩnh. Chia lại, 100 bình chia ra 50, 200 đúng rồi. Đúng không ạ? Rồi, đáp án là A. Được chưa? Hết. Bài này thầy chế năm lớp 12. Thầy chế năm lớp 12 của thầy. Được chưa? Năm lớp 12 thầy đã chế bài này. Năm 2014. Năm 2014 thầy chế câu này. Năm 2014. Năm 2014. Rõ ràng là chúng ta có một phương trình nhưng ba ẩn đúng không? Nhiều bạn nên là không muốn làm nữa. Được chưa? Nhưng vô tình nó rất là đẹp. Giờ rất đẹp. Đúng chưa? Rất đẹp. Nha. Những cái gì đẹp chỉ nhìn thấy khi chúng ta sắn tay lên làm thôi. Được chưa? Nha. Ok. Rồi. Ảo tung chảo câu này đúng không? Ảo tung chảo. Nha. Hay đấy, hay đấy, không đơn giản đâu. Và nó chỉ có một câu như này thôi, nó chỉ có một câu như này thôi để gọi là đẳng cấp. Còn tương tự thì thay số thôi, được chưa các bạn? Không có nhiều kiểu này đâu, được chưa? Những cái bài này nó như kiểu là một ý rất nhỏ là đấy, được chưa? Thi thoảng các bạn sẽ gặp, được chưa? Đấy, không may gặp thì biết là, nhá, biết là kinh không? Một góc khuất trong công suất.
nha. Một góc khuất trong công suất. Được chưa? Một góc khuất trong công suất. Được chưa? Một góc khuất trong công suất. Thôi dẹp đi. Đẹp trai đẹp chiếc, quan trọng là thầy giảng họ có hiểu hay không. Đẹp trai là làm cái gì đâu. Đẹp trai không ăn được đâu. Được chưa? Cái đậu xanh tao lại bảo tao lại bảo bằng không đấy. Tao lại bảo vì sao bằng không đây. Ôi giời ơi, một số chính phương luôn lớn hơn hoặc bằng không. Cái này là hình như thầy nhớ không nhầm mà lớp 6 được học rồi đây này. Lớp 6 là học bình phương rồi đúng không? Rồi ôi, một số chính phương luôn luôn lớn hơn bằng không. Và nó bằng không khi nào? Nó bằng không khi nó bằng không. Được chưa? Ôi giời ơi, nó bằng không dấu bằng xảy ra khi nó bằng không hết. Được chưa? Rồi ôi, thôi được rồi, nghỉ nhá, chào các em, bye bye nhá. 9 giờ rồi đấy, thầy like từ từ 7 giờ giờ 9 giờ rồi. Bao nhiêu tiếng rồi? 1 tiếng 3 phút rồi. Rồi thôi nhá. Chào các bạn nhé. Bye bye. Chúc các bạn sang tuần mới, được chưa? Học hành tuần tới nha. Ok. Cố gắng tuần sau là giỏi tuần trước, được chưa? Ừ. Giỏi bằng 5 bằng 10 tuần trước. Ok không? Nha. Đấy, sang tuần sau thì không biết là như thế nào, nhưng mà chắc là vẫn bình thường thôi. Chúng ta vẫn cách ly ở nhà bình thường, vẫn ở nhà thôi, vẫn chưa được đi học đâu, nghe chưa? Đấy, kể cả hết ngày 15 thì vẫn ở nhà thôi nhá. Thì cứ học thôi. Còn thầy sẽ đem những cái gì mà hay nhất, tinh túy nhất, được chưa? Mà thầy nghĩ được tại các em nha. Chào các em nhá. Bye bye nhá. Vẫn có thằng thắc mắc. Trời ơi. Thôi nhá, thắc mắc từ đây sang đây thầy đau đầu lắm đấy nhá. Từ dấu cộng dấu trừ thôi đấy, toang đấy. Thôi nhá. Ok, chào các bạn nhá. Rồi, hỏi han về khóa học có Hùng thì inbox cho thầy hoặc các chị, được chưa? Nha. Còn khóa học trên đây chúng ta không, thầy không ngồi để tư vấn bán hàng nha. Được chưa? Ok, hỏi cái gì thì inbox nha. Chào các bạn nha, bye bye nha. Thầy coi Hotel Del Luna đi, phim hay lắm. Thôi dẹp, thầy có thời gian mà xem phim đâu nha. Chào các bạn nha. Chúc tối nay như giao thừa thế. Ok, bye bye nha. Bye 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 bye.